เสียไปเป็นซ้ายเนี่ยเป็นฝ่ายเนี่ยดังเศร้าเลยเชื่อไปแต่จะน้อยดีขวางละ10เมตร10กิโลเมตรจะน้องเหยียดthấp là hiện ạ, tốc độ giảm đến 10 à? 10 thôi. Ở đây nó mặc định là 20 rồi. À, 10 chậm quá. Mấy khi đi dưới 10, 30 km trên giờ là nó tắt này. À. Chú đọc cho biển số xe đấy. À, 28A. 28 là biển đâu chú? Hòa Bình. À. Rồi. À, 100. 100. Đấy là số đấy là o là chứ. O. 00. 7.70. Đúng. 0.70. Rồi. Kết thúc rồi. Đấy. Mô hình xe này. Xe mình xe súp đúng không? Hay để xe súp. Và cái lái màu sắc mình ngồi là màu đỏ đúng không? Màu đỏ. Ok. Tắt đi thử nha. Khi chú cắm sim mà chú nhớ reset cho cháu nhé. Reset cái đây này. Đấy, chú màu đỏ chưa? À. Đấy, khi mình đi cái thì nó sẽ hiển cam trước để cho mình xuất phát. Ừ. Mình về nồi này. À, chết đang trên đầu máy. Đấy, về nồi như thế này. Còn chú xi nhan đôi. Xi nhan đôi nó sẽ hiển thị hai bên. Ừ. Bên trái bên phải. Thì ta bình thường đang đi muốn xem thì bật đâu. Đang đi chú chỉ cần gạt cái này thôi. Nó sẽ chạy cả xi nhan, chú rẽ bên nào thì nó sẽ bên đấy chú, ví dụ như đang quẹo trái chú nhìn bánh xe chưa? Ừ, cái bánh xe chú này. Rồi. Xi nhan phải này, nhìn bánh xe nha. Rồi. Đấy, nó rất là thật. Ừ. Còn bình thường nếu chú muốn bật chú ấn đây cũng được. Nó sẽ lên. Ừ. Một chú muốn xem bên trái, bên phải, thẳng này. Đấy, giữa này. Ừ. Đấy. À. 2D, 3D này. Ừ. Đấy, đuôi ba xe 3D này. Bên trái này. Đấy, biển số xe chú đúng rồi đúng không? Rồi. Đây. Đấy. Người đang đứng ở cạnh xe là mình nhìn thấy này. Ừ. Đấy. Quá đẹp. Còn tính năng khác này. Honest AI này. YouTube này. Ngoài ra thì cái này nó tích hợp với cả đi đất xuất nốt. Cắm máy bên này. Vâng. Hai ổ USB à? Dạ vâng. YouTube chú nhé. À. Đây YouTube nhé. Rồi. YouTube. Đấy. Khi chú cắm vào thì tất cả những file video nó sẽ nằm ở đây. Đây nó nhận rồi này. Ừ. Tất cả những file âm nhạc nó sẽ nằm đây. Ừ. Danh sách này, tất cả này. Đấy, cái phong trong của chú này. Rồi. Đúng không? Đấy. Tất cả những file video sẽ nằm ở đây, trình phát video này. Rồi. Đấy. Của chú nhá, đấy. À, thế còn kết nối điện thoại thì nào? Ôi sao cái này